Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Em đồng ý. Ôi, con gái nhà ai mà xinh thế? Chẳng lẽ đây mới là chân ái của đời mình? Ơ, anh ấy chạy đi đâu rồi? Hả? Joker cầm nhẫn cầu hôn tiến về phía Trang, khiến cô rất sợ hãi và lắc đầu từ chối liên tục. Tức quá mà, sao anh ta dám? À! Đứa nào đánh ông đây? Chia tay đi, đồ đàn ông tồi. Này tên kia, tránh ra. Ôi trời ơi, chống hết cả mà. Ôi mày quá, vẫn còn miếng để ăn. Anh nhện đẹp trai thế nhỉ? Nhện xoái ca như một nam thần đi ngang qua. Vô cùng thích thú khi được tiếp cận nam thần, còn nhện soái ca vô cùng sợ hãi vì sự xấu xí của Bobby. Tránh ra, gớm quá, ghê quá, chạy thôi. Thì ra là do mình xấu nên anh nhện soái ca mới sợ hãi và bỏ chạy. Bobby lang thang buồn bã đi về nhà thì vô tình đụng trúng phải Trang. Ôi giời, cái túi của mình bẩn hết rồi. Không biết kìa đi đứng kiểu gì nữa, bực thật. Anh nhận xóa ca. Này cậu, đi đâm vào tôi thì cậu phải xin lỗi một câu đi chứ. Thì tôi xin lỗi được chưa? Ngay lúc này nhận xóa ca đang cầm một bông hoa với vẻ mặt rạng rỡ nhìn về phía Trang và Poppy. Wow, anh ấy đẹp trai quá. Khi nhận xóa ca bước gần đến Trang và Poppy vô cùng thích thú vì nghĩ rằng mình sẽ được tặng hoa. Ủa, sao cậu lại đẩy tôi? Anh nhận, anh là của em. Ôi Trang, em bị làm sao vậy? Chẳng nhẽ mình xấu đến vậy sao? Hả? Để anh đỡ em dậy. Em có làm sao không? Em không sao. Tặng em nè. Wow, hoa đẹp quá. Hôm nay em đẹp lắm. Thôi chúng ta đi nào. Anh sẽ dẫn em đi chơi nha. Ôi, anh nhận của em. Leo leo, đồ không có người yêu. Sau khi nhận xóa ca và Trang đi thì Bobby vô cùng buồn bã khóc lóc vì nam thần của mình đã bị Trang cướp đi mất. Trang và nhện soái ca bên nhau rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bị dập tắt vì sự xuất hiện của Joker. Ôi, mỹ nhân của ta đây rồi, ta cần phải bình tĩnh lại. Được rồi, đi thôi. Trang, qua đây anh bảo cái này. Đi ra kia. Ơ, sao lại là anh? Có ai không, cứu tôi với. Anh đây chẳng thiếu gì tiền, nếu em không phiền thì làm vợ anh nha. Mua, mua. Bỏ tay tôi ra. Ơ, lạ nhỉ. Éo, xoay lại mình đi. Trang đứng dậy và chạy lại đỡ nhện soái ca. Mình đi thôi anh. Dám chê mình xấu. Để ta xem hai đứa hạnh phúc được bao lâu. Cô gái của anh đây rồi. Lần này anh có được em rồi. Trang đang đứng một mình ngơ ngác chờ ai đó thì bị Joker tóm lấy, bắt lên xe và đưa đi. Thả tôi ra. Xin mời cô dâu chú rể vào lễ đường. Cô dâu của anh hôm nay thật xinh đẹp. Trang, con có đồng ý lấy Joker làm chồng không? Con đồng ý. Yeah, yeah. Được rồi, thế còn Joker? Dạ, con đồng ý. Khoan đã. Đây là hôn nhân cưỡng ép, tôi không đồng ý. Cô ấy đã gật đầu rồi. Bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi. Không được. Được. Không được. Được. Không được. Được. Nhện soái ca và Joker cứ vậy giành qua giành lại khiến khăn văn đầu bị rơi xuống. Hả? Là em đây. Sao cô? Chồng ơi, anh ơi. Đi ra đi. Đáng yêu thật đấy. Em tới đây. Chồng ơi. À, đi ra mau. Chồng ơi. À, đứng lại nào. Thế này thì hỏng thật rồi. Sao em lại ở đây? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Trang kể lại toàn bộ, từ việc bắt đến việc giả mạo cô dâu thành công. Đó là nhờ thông minh và sự tốt bụng của Bobby. Vì vậy cô ấy đã thoát khỏi tên Joker xấu xa. Có ai không, cứu tôi với. Đây, tớ sẽ cứu cậu.
ngồi im đó nha. Tớ đến rồi đây, để tớ cởi cho cậu. À, tớ nghĩ ra rồi. Liệu cách này có ổn không? Cậu cứ tin ở tớ. Ui da, đau quá. Nào anh ơi, chồng yêu. Ôi ôi, ghê chết mất. Cho anh chết này, chết đi này. Tỉnh táo lên này anh. Chồng gớm thế nhỉ. Ôi đừng. Yeah, cứu tôi, cứu tôi. Anh còn non và xanh lắm. Lại đi nào. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì, anh ta đáng phải bị trừng trị. Joker bị Bobby dọa đến nỗi ngất lịm đi, trong khi Trang rất vui vì có được một người bạn tốt như Bobby. Đáng đời. Nước cam của hai em đến rồi đây. Đây là của Trang, còn đây là của Bobby. Thơm quá, uống đi. Tớ sẽ dạy cậu trang điểm để trở nên xinh đẹp, cậu hiểu chưa? Wow, cậu trang điểm cho tớ đi. Có vẻ cậu ấy phải thay đổi cách ăn mặc. Ta-da! Cái này sẽ giúp cậu xinh đẹp hơn đấy. Tình yêu có thể đến rồi đi, nhưng tình bạn giữa Trang và Bobby mới là mãi mãi. Hai anh em nhịn đỏ và Trang đang ngồi học bài thì bố mẹ về. Ơ, bố mẹ. Bố ơi, bố dạy con học đi bố. Mẹ ơi, mẹ xem con vẽ gia đình mình có đẹp không? Không phải lúc này con yêu, mẹ đang rất bận. Ơ, bố mẹ. Thôi đừng buồn nữa, bố mẹ bận mà em. Sáng hôm sau, trong khi hai anh em đang ngủ thì mẹ vào đắp chăn cho hai anh em cùng với cử chỉ vô cùng âu yếm. Hóa ra anh em nhịn đỏ không hề ngủ. Bố mẹ đi rồi, bắt đầu thôi. Yeah. Tại một căn nhà hoang, bố mẹ Trang đeo kính vẻ mặt lạnh lùng cùng dáng đứng siêu ngầu. Đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Sao giờ bọn chúng còn chưa đến? Chúng ta thực sự đợi quá lâu rồi đó. Ha ha ha, đúng giờ đó. Các người làm ta chờ hơi lâu rồi đấy. Sao, đã chuẩn bị tiền chưa? Không thiếu một xu. Ha 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 ha, tốt, tốt lắm. Củ cải đột biến các người nghiên cứu đâu? Từ từ đã, ta phải cần kiểm tra tiền trước. Ngươi, mở cho hắn xem. Chúng ta phải kiểm tra lại đi anh. Bố mở hệ dữ liệu và bắt đầu kiểm tra, có vẻ đúng là cải đột biến thật. Đúng rồi đấy anh ạ. À, dừng tay. Ta cần xem số tiền. Đây, tiền của ngươi đây, đưa cho hắn. Bố mẹ có vẻ rất lo lắng khi đưa chiếc vali cho tên lính đeo mặt nạ kia. Chúng ta phải thật bình tĩnh. Đây rồi, thời của ta đến rồi. Hả? Đây là cái quái gì vậy? Ôi không! Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Cả ba tên ngã lăn ra đất. Các ngươi, có phải các ngươi là điệp viên dép tổ ong? Đúng vậy, chính là chúng ta. Ở đâu có sự sống, ở đó có công lý. Nơi ta có mặt, công lý sẽ được thực thi. Đi thôi em. Wow, ngầu quá anh ơi. Trời đất ơi, thì ra bố mẹ chúng ta là điệp viên. Bố mẹ thật ngầu mà. Báo cáo, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đi thôi. Cay thật, thì ra bọn mình bị chúng lừa. Nhất định ta sẽ báo thù. Các người cứ đợi đấy. Làm điệp viên giống bố mẹ trừng trị kẻ xấu. Ta là điệp viên giúp tổ ông đây. Kẻ xấu mau đầu hàng. Thăng thăng. Ta xin thua. Anh ơi, bố mẹ mình thật là ngầu anh nhỉ. Đúng, thật là quá ngầu luôn. Trang nghĩ lại hình tượng siêu ngầu của bố mẹ, và hai anh em càng thần tượng bố mẹ mình hơn. Em muốn trở thành điệp viên giống như mẹ. Anh cũng muốn trở thành điệp viên giống như bố. Hay là chúng mình thám hiểm căn phòng của bố mẹ đi. Ừ, anh đồng ý. Chúng ta đi thôi anh.
Tại căn phòng bố mẹ có một chiếc vali bí ẩn, siêu nhiều dép tổ ong và súng. Hai anh em vô cùng thích thú bước vào. Wow, đây là vũ khí mạnh nhất của điệp viên dép tổ ong. Kia không phải là chiếc vali mà bố mẹ đã lấy từ tay kẻ xấu sao? Mở kiểu gì bây giờ anh? Ui, anh ơi, mở được rồi này. Wow, anh ơi, đẹp nhỉ? Sao lại là của cải anh nhỉ? Hai đứa làm gì thế? Sao vali lại mở thế này? Các con đã mở lâu chưa? Dạ một lúc rồi ạ. Cái gì? Một lúc rồi sao? Chết rồi, lớn chuyện rồi. Bên ngoài một chiếc máy bay đang tiến tới căn phòng. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Hai đứa ngồi yên trong này nha. Của cải đột biến của ta đâu? Các ngươi vẫn còn sống sao? Đứng im đó cho ta. Ngươi xử chúng cho ta. Tại một căn nhà hoang, hai anh em nhện đỏ đang rón rén từng bước. Họ đang làm gì bí ẩn vậy nhỉ? Hả? Ngươi là ai? Anh ơi, anh nhện đỏ ơi, cứu em! Hình như là tiếng của Trang. Đứng lại cho ta! Để cứu em gái, nhện đỏ đã tạo ra một bản kế hoạch chi tiết. Đây rồi. Sau đó nhện đỏ thực hiện từng bước đúng như những gì đã viết trong bản kế hoạch. Xem ngươi chạy đi đâu. Đứng lại cho ta. Đứng lại mau. Ui da. Anh nhện đỏ. Sao lại là em? Có mà chạy đàn trời. Có sao không? Em không sao. Hai anh em trao đổi với nhau, lên kế hoạch tiếp cận bọn kẻ xấu để giải cứu bố mẹ mình. Em đã hiểu chưa? À, em hiểu rồi. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ngồi im, không ta sẽ xử lý ngươi. Của cải đột biến các ngươi để ở đâu? Chúng tôi không biết. Đại ca, chúng nhất quyết không nói. Xử nó. Vâng, thưa đại ca. Ngươi định làm gì ta? Thả nấy ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Lôi tên áo xanh kia ra đây. Các ngươi định làm gì nấy? Thả nấy ra. Thả tôi ra. Hả? Ngươi định làm gì? Ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Ôi. Không. Mạnh vào cho nó cười. Dừng tay lại. Củ cải ở đây này. Có giỏi thì lại đây mà lấy. Leo leo. Ngươi ở lại, còn ngươi đi theo ta. Thả bố mẹ ta ra. Ta sẽ đưa củ cải cho ngươi. Đưa củ cải ra trước đây. Nếu không ta sẽ xử lý bọn họ. Thôi được rồi, các ngươi nhớ phải thả bố mẹ ra đấy. À, đây rồi, củ cải đột biến đây rồi. Con bé ngu ngốc người tưởng một chiêu có thể dùng hai lần sao? Giờ thì ta sẽ bắt luôn cả người. Bố mẹ ơi, cứu con. Đừng lo con gái, có bố mẹ ở đây. Các ngươi, sao các ngươi có thể thoát được? Trong lúc Trang đang bị tấn công thì nhện đỏ đã thành công hạ gục được tên lính và đưa bố mẹ đi. Sống lên. Yeah! Chết nè. Vậy là kẻ xấu đã bị trừng trị. Từ giờ cả nhà chúng ta đã trở thành điệp viên giúp tổ ông. Nhờ sự thông minh của hai anh em nhện đỏ và Trang đã thành công giải cứu bố mẹ khỏi kẻ xấu. Trang à, có đi. Vòng giúp cái đánh. Ôi, hết rồi. Cái tay hơn của em ấy.
Làm sao bây giờ? Anh vẫn ổn chứ? Lấy cho anh cốc nước. Chờ em nhé. Con bé dễ lừa kìa. Bây giờ nó sẽ là của mình. Công nhận họ thiệt. Đi chơi nào. Anh ơi nước. Đi đâu rồi? Hả? Nope. Anh dám lừa em. Kia là bay cao nào. Hello. Cho mình chơi với. Mình đang chơi mà. Đợi một tí nhé. Phải nghĩ cách mới được. Có rồi. Cậu ơi. Cậu, hình như bố cậu gặp tai nạn ở đằng kia kìa. Hả? Bố tớ hả? Đúng thế, ở đằng kia kìa. Mau nhanh lên, ở đằng kia kìa. Hoàng tiếp tục nói chuối người khác để chiếm chỗ ngồi. Bố ơi. Được, tôi hiểu rồi. Bố. Bố. Bố có làm sao không? Con tưởng bố bị tai nạn. Bố vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ là Hoàng lại lừa mình rồi. Con đi đâu đấy? À dân, tôi nghe đây. Wow. Từ nay tớ sẽ không bao giờ tin là cậu nữa. Rực quá gì mơ. Buồn cười quá. Cảnh báo nguy hiểm. Con mồi xuất hiện rồi. Hãy cười đi khi còn có thể. La 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 la. Hôm nay người tới số rồi. Không. Đừng lại gần đây. Cậu đừng có hòng lừa tới nữa nhé. Giúp tớ đi mà. Bỏ tiền ra. Đừng bỏ tớ lại đây mà. Ui dạ, đau quá. Cậu ơi. Hả? Dạ. Đợi đó. Kì con bướm vàng. Ui dạ. Chàng ơi, cứu anh với. Có còn quái vật nó đuổi theo anh kìa. Thôi, anh đừng có mà mờm điêu. Anh nói thật mà, tin anh đi. Làm gì có con quái vật nào nhỉ? Thôi, anh bỏ em ra đi. Đáng sợ quá đi. Mình anh chạy hướng nào bây giờ? Ngươi có chạy đằng trời. Đến rồi. Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành món ăn yêu thích của ta. Dám động vào anh trai ta. Anh mau đứng lên. Yeah. Mau ngủ đi. Ngủ đi nào. Anh em mình chạy mau. Cảm ơn. Anh đã thấy hậu quả của việc nói dối chưa? Nó rất là nghiêm trọng đấy. Anh xin hứa lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Thế bây giờ anh hứa nhé. Anh em mình đi về thôi. Đứng lại. Tôi đứng lại không hả? Có giỏi thì bắt đi. Leo. À! Đầu của mình. Vậy thôi. Đứng lại. Người tính chạy đến bao giờ hả? Đứng lại cho ta bắt đi. Đồ có ngốc chứ.
Xem lần này ngươi còn chạy đi đâu. Ôi trời ơi, đau quá. Chạy này. Trong lúc hỗn loạn, chiếc vali đã tình cờ bị bay văng ra xa đến một khu vực khác. Chiếc vali có thấy văng xa và rơi xuống một khu vực gần đó. Ông trời ơi, con muốn có thật nhiều tiền. Ôi, cái gì vậy trời? Vali ở đâu ra đây? Hả? Hình như bên trong có gì đó. Chói mắt quá. Hả? Vàng. Đúng là mình ở hiền gặp lành, cầu được ước thay. Mình có nên báo công an không nhỉ? Sao lại báo? Đây là của trời cho. Không được, một đứa trẻ ngoan khi nhặt được tiền sẽ mang đi báo cảnh sát. Không cần trả lại. Phải trả lại. Phải trả lại. Này thì trả này. Trong lúc đó ở bên này, cảnh sát và tên trộm cũng đang mãi mê vật lộn với nhau. Mau trả lại đây. Dừng lại. Cái vali biến mất rồi. Hả? Chết rồi, cái vali đâu rồi? Mau tìm đi. Mặc kệ chiếc vali, hôm nay ta phải bắt người trước. Hả? Hả? Chết rồi, hắn tẩu thoát rồi. Đứng lại. May quá, không có ai cả. Đánh chén thôi nào. Hôm nay không có anh trai ở nhà, mình sẽ tha hồ ăn bim bim một mình. Đưa đây nào. Này thì ăn một mình đây. Anh. Yeah. Hả? Cái gì đây? Vàng, nhiều vàng quá. Anh lấy ở đâu nhiều vàng vậy? Ở trên trời rơi xuống đấy. Hả? Sao lại thế? Hay là ăn bim bim làm gì? Anh dắt em đi ăn gà rang. Hoan hô. Chủ quán, chú có bao nhiêu gà, cháu mua hết. Trẻ con, ra chỗ khác chơi. Đi đi, nhanh. Trang. Vâng. Có luôn. Hả? Bằng này đủ không chú? Đủ, rất là đủ luôn. 12 thượng đế vào trong. Wow, trong đây xịn sò thật đấy. Anh ơi, tí mua cho em cái kia nha. Mua hết. Mua hết. Trời ơi, cái vali mất đâu rồi chứ? Hả? Đúng lúc tên cướp đang rầu rĩ không biết cướp lạc chiếc vali ở đâu, thì Trang cùng anh trai cùng nhau bước đến. Chiếc vali đó. Đó là vali của mình mà. Anh ơi, nhìn người ta đáng thương quá. Được rồi, chờ chú này. Chúng cháu đi đây ạ. Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta. Ngon quá anh ơi. Chiếc vali đây rồi. Khác chơi đi. Dạ được. Tay của ta. Các người được lắm. Cứ chờ đó. Lần này ta đã chuẩn bị cẩn thận rồi. Cuối cùng nó cũng trở về với ta rồi. Hả? Có tiếng bước chân. Tới nào. Hả? Tôi ra người ở đây. Đứng lại cho ta. Sao lại đen đuổi thế cơ chứ? Tên kia, đứng lại. Hắn chạy đâu mất rồi? Hướng này đi. Hay mà hắn không phát hiện ra. Đứng lại. Mau đưa cái vali đi, không thì đừng hòng về nhà. Chúng cháu không cầm vali nữa chú ạ. Đúng vậy ạ.
Im miệng. Vậy đồ ở đâu? Đồ ở đâu? Đứng lại. Ngươi đã bị bắt. Cảm ơn các cháu nhiều. Các cháu làm tốt lắm. Tạm biệt chú cảnh sát. Yeah, chúng ta về nhà thôi. La 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 la. Khoan đã. Đây rồi. Chắc trong này có nhiều giỏ lon lắm đây. Mình liễu với thân mà. Hôm nay bội thu rồi. Mời cô chủ xuống xe ạ. Oh, wow. Mùi đâu mà đẹp thế. Wow. Ôi tình yêu. Hả? Người đẹp thì phải tặng hoa đẹp. Chào em. Ta không sao. Là bạn gái anh nhé. Anh quá tự tin rồi đó. Lôi em ra đi thôi. Bỏ thả tôi ra. Thả tôi ra. Cho tôi ra đã chứ. Trời ạ, mất mặt quá đi. À, đúng rồi. Suýt thì quên. Tại Tiền Giang. Wow. Cậu ta vào đây làm gì thế? Tôi muốn mua cái này. Có tiền không mà đòi mua. Có, tôi có chứ. Ôi giời ạ, à, mùi khiếp quá. Vẫn chưa đủ. Đây, anh đợi chút. Ôi mẹ ơi. Cô ấy xứng với chiếc nhẫn đắt tiền này hơn. Tặng qua cô ấy vẫn là đúng rồi. Lại là mấy cái tên vệ sĩ đáng ghét này. Mình có cách rồi. Tiếng động gì vậy? Đi xem sao. Quá là dễ. Anh có món quà tặng em nè. Để xem nào. Tưởng thế nào. Cầm lấy. Viên kim cương cỡ này mới xứng với tôi. Người đâu? Hả? Bobby, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Đau, đau. Ơ kìa, các anh đừng có bỏ đi như thế chứ. Mình đã làm gì sai sao? Mình đi thôi anh. Anh có quà cho em đây. Tặng bé yêu của anh bông hồng bằng vàng này nhé. Sao anh là hay chứ. Đây là xong rồi. Đây là đâu? Sao chúng tôi lại hay ngủ như này? Yêu đơn phương chính là chết ở trong lòng nhiều chút. Cảnh báo quái vật. Bé yêu của anh hôm nay xinh quá. Bỏ ra. Đã bảo bỏ ra. Hả? Rồi. Người đâu? Ở kìa, các ngươi. Thả cho ta, thả cho ta đi mà. Cho ngươi này. Chỉ cần tha cho bọn ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Nhìn kìa. Yeah!
Lên đi. Anh Joker, cứu em với. Cứu em. Vậy là Bobby đã thuộc về người khác rồi. Chạy, chạy mau. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Quái thú, quái thú. Là sao cơ? Là Joker mà. Bobby, thả ra, con thả tôi ra. Đứng lại. Không ai được phép làm hại đến Bobby của ta. Hãy xem vũ khí hạng nặng của ta đây. Yeah, nhìn nó kìa. Mày quá, chúng ta thoát rồi. Nhện đỏ đang liều mình ôm lấy quái thú, mặt bản thân bị tấn công vô cùng đau đớn, chỉ để bảo vệ cho cô. Đúng rồi. Anh không sao. Trải qua biến cố lần này, giờ đây Bobby mới nhận ra trái tim cô thực sự đã dành cho nhện đỏ rồi. Chúng ta vậy thôi,